Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Hello Slayball. Ok, let's go. Ok. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải đi theo quả bóng này. Và khi đó thì về sau thì các bạn mới biết được nhiệm vụ của các bạn là gì. Đó chính là các bạn phải đi tìm một chiếc khóa màu đỏ. Sau đó thì sẽ phải vào trong một căn hầm của chúng ta. Let's go. Wow. Ok, mình sẽ cái này lên. Rồi sau đó thì nhảy lên trên đây. Tiếp tục nhảy sang. Rồi các bạn dùng cái này ném để vỡ kính. Ok. Let's go. Wow, xịt đi bạn. Ok. Ở đây, đây là chiếc chìa khóa màu đỏ. Ok, let's go. Mình đã vào trong căn hầm của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ tiến sâu vào bên trong. Mở cái này ra. Ok. Tiếp tục. Let's go. Okay, let's go. Okay,
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cân thứ hai. Ok. Superman đây. Let's go. Cô làng này còn trêu anh Superman. Wow, cô ta đánh đổ luôn cả biển báo. Let's go. Rồi mình sẽ leo cô ta, rồi bắt cô ta phải trả giá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo. Million. Let's go. Ok. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, Scary Teacher vào đây. Let's go. Let's go. It's finally here. Oh, I can't wait to start controlling those brats. Wait a minute. What are these this? For? Nothing, dear. Come here. Ông ta làm bị thông minh. Now, you will remember a thing. Now the real fun begins. Oh, Francis. Okay, let's go. Be a dear and fetch me a drink. Thế bây giờ thì mình sẽ vào trong phòng bếp. Ở đây, mình sẽ vào nhà kho. Đó thì mình sẽ lấy really beautiful. Đang ở trong bếp đây rồi. Cô đang ngủ cơ. What? Okay, let's go. I will make sure you'll never bother me again. Bà này tỉnh thật. Rồi mình sẽ đợi bà ta tắm. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Box vào đây. Ok, let's go. Let's go. Ok. Ở đây thì ông sếp này, ông mới sắm được quả điều hòa. Và bây giờ các bạn sẽ phải tìm cách để làm sao phá được cái điều hòa này của ông ta. Let's go. Mình sẽ ra store.
Okay, ông ta đang đi vào này rồi, mình sẽ đi vào này. Let's go. Đi tránh cái đường đỏ này. Nếu mà các bạn chạm vào đường đỏ thôi là các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Và nó nói các bạn là trở lại từ đầu. Ok, let's go. What is wrong with the air conditioner? It's so hot in here. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Butcher 3D. Let's go. Wow, wow, ok. Hôm nay sao đang ngã ở đây rồi. Ok. Ông ta mới đang làm gì đây? Sửa lại con dao. Đây rồi, đây có một cái gì đó. Mình sẽ đóng tạm cái cửa này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Slayball, he and six. Ok, let's go. Trong game này thì các bạn phải đi tìm 16 con gấu bông. Sau đó thì các bạn sẽ phải vứt vào trong cái giỏ. Ở đây có một miếng thịt này, mình sẽ cầm miếng thịt này đây. Và mình đi lần sau vào đây, tránh con chim kia nó sẽ có tiếng kêu. Let's go. Ok. Rồi rồi, oh my god. Whoa, 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 whoa. Wow. Trên đây còn một con nữa này. Không lên trên này rồi.
Phải thêm một hòn đá nữa, mày gặp lên được. Ok. Rồi, các bạn vứt hết những con thú bông vào trong này. Ok, sau đó thì sẽ đi tìm tiếp và vứt tiếp. Và đủ 16 con thì các bạn sẽ sang ACT2. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Trooper. Let's go. Ok, let's go. Won't I look exactly like a rock star in this sweet ride? Even better looking, boss. Quit yapping and fix this car up, will ya? On it, boss. Mình sẽ rút điện ra đây. Đó, anh sẽ cầm gỗ này. Phá luôn. Ok, chạy thôi. Oh my god, nhảy lên đây một con máu. Idiot! How do you expect it to work when you didn't even turn the power on? Oh, my bad, boss. Boom. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.